Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài, em đến từ Lai Châu ạ. Và hôm nay có một số mã dao bếp lẻ sai, em sẽ mang ra thanh lý luôn. Bác nào mua một sản phẩm thì hỗ cho em thêm 10.000 để ship, còn bác nào mà mua hai sản phẩm là em sẽ bao ship hàng toàn quốc luôn ạ. Tại vì em để giá rất rẻ rồi và phí ship toàn quốc thì là 30.000, em sẽ hỗ trợ 20.000, các bác chỉ hỗ trợ em 10.000 nếu mua một sản phẩm. Và mua hai sản phẩm em miễn ship luôn. Và sau đây em sẽ đi giới thiệu luôn các bác nhé. Lâu lâu thì em sẽ sale một số mã lẻ để cho các bác nào mà yêu thích sản phẩm dao Phúc Sen mà chưa có điều kiện mua thì các bác có thể tham khảo video thanh lý này các bác nhé. Mặc dù là hàng thanh lý nhưng mà chất lượng không đổi và giá rẻ hơn, chất lượng không đổi luôn các bác nhé. Hàng chuẩn xịn, làng nghề rèn truyền thống Phúc Sen. Đầu tiên mã hàng số 47 đó là một con tỉa cành hay là con dao tam giác này. Độ dày sóng dao đó là 2 ly các bác nhé, dài khoảng 13 phân. Đó, con dao tam giác này em còn một con thôi. Bình thường con này là 160, hôm nay em sẽ bán con dao tam giác này với giá là 100k các bác nhé. Dao lọc tam giác cán cẩm chỉ nhíp y pha của Đức 100k. Mua một sản phẩm thêm 10.000 tiền ship ạ. 100k con lọc tam giác. Mã số 47, còn một con, mã 47 lọc nam giác nhíp y pha của Đức. Tiếp tục mã số 34 là một con dao bầu lọc nhỏ, thông số lưỡi khoảng 18 phân. Độ dày là 2 ly các bác nhé, rộng khoảng 5 cm. Con này là cán ốp, dòng thép 440C không dỉ hay là dòng thép trắng không dỉ, chuẩn dao Phúc Sen. Con này bình thường là 220, hôm nay sẽ chốt ở trên live. Em sẽ chốt ở trên video này, bác nào chốt đơn. Bác nào chốt đơn giảm giá con này 160 ạ, 160 các bác nhé. 220 giảm giá 160. Bầu lọc thép trắng không dỉ, cán ốp phun tăng rất đẹp luôn. Mã hàng này là mã hàng số 34 các bác nhé, mã hàng số 34. 160. 34 160. Tiếp tục mã hàng 15 là một con dao cọt hoa quả thép trắng không dỉ, size lưỡi là khoảng 18 phân, rộng khoảng 5 cm, độ dày là 2 ly. Dòng này là dòng thép trắng không dỉ, các bác thái thịt rau củ quả gọt hoa quả đều được. Con này bình thường là 220, hôm nay em sẽ giảm giá còn 180 cho con thái thép trắng không dỉ, cán ốp phun tang siêu đẹp, cán này là cán cẩm chỉ chốt đinh đồng đỏ các bác nhé. Bác nào chốt con này giá là 180, xả 180 ạ. Đây là những cái dòng dao rèn 1-1, nó không phải là cái dòng dao rẻ rẻ một bộ mấy trăm đâu các bác ạ. Một bộ mấy trăm đấy là hàng thép tấm cắt ra thôi, nó không có quá trình rèn và tôi luyện, vì vậy mà độ giữ sắc cạnh của nó sẽ không được tốt bằng cái dao này. Và các bác cầm dao xịn nó sẽ đầm tay hơn, nặng hơn. Còn dao rẻ các bác cứ mua dao rẻ và dao đắt của em một con được về so sánh, các bác sẽ thấy sự khác biệt ngay. Sự khác biệt ngay giữa hai dòng con dao đấy ạ. Giữa hai dòng dao các bác nhé. Đắt tiền không phải là bán độ lên, đắt lên, mà là chất lượng của nó cao hơn, độ tỉ mỉ, độ làm cẩn thận hơn rất nhiều. Và chất liệu để làm là những cái nguyên liệu cao cấp hơn, xịn hơn nên giá nó cao hơn. Chứ không phải là em độ lên đâu ạ, mà là chất lượng của nó cao hơn, giá cao hơn đấy các bác ạ. Nhiều bác không hiểu, cứ tưởng là dao nó giống nhau, nhưng mà đấy là do các bác chưa sành về dao thôi. Nếu mà sành về dao các bác nhìn một phát là biết ngay con này, con này xịn, con này dở, nhìn một phát chỉ nhìn hình là biết được luôn, chứ không cần phải cầm nắm và sử dụng luôn. Rồi em sẽ giới thiệu tiếp ạ. Tiếp tục, ở đây là một cái con này là làm theo yêu cầu, hôm đấy quên mất em làm hai con thì còn dư một con đây ạ. Lưỡi dài là 18, độ rộng của con này chắc là rơi vào khoảng vào 7 phân đấy ạ. Độ dày là 2 ly, là một con bầu lọc thép trắng làm theo yêu cầu của khách hàng, em lại làm dư mất một con. Con này bình thường là 220, em sẽ bán xả con này còn 180 các bác nhé. 180, mã hàng số 26. 180. Nguyên liệu thép trắng để làm dao nó rất là đắt và cán cẩm chỉ này em làm cái cán này đã 60.000 rồi. Mã số 26 xả 180, bác nào chốt đơn thì chốt nhá. Sang đến mã số 45 là một con thái thép trắng không dỉ. Bản lưỡi dài 20, rộng 5, dày là 2 ly. Con này thì có một con nốt xả nốt 220, xả 180 ạ.
dao thép trắng không gỉ, dao thái nhỏ thép trắng không gỉ. Các bác nhé, thái thịt rau củ quả hoặc là ngọt hoa quả rất đẹp luôn. Mã số 45, đẹp và ngon. Mã số 45, xả 108. Mã số 37 là một con dao bầu bản 20, rộng 5, dày là 2 ly ạ. Dao bầu này bình thường 200, hôm nay em sẽ xả 160 các bác nhé. 160, mã số 37, 20 x 5, dày 2 ly, nhíp IFA của Đức. Con nào em mài trắng xóa ra nó là thép 440C không gì. Con nào mà để đen đen nó là nhíp các bác nhé. Đó, con này thì 200 xả 160. Mã số 37, bầu lọc nhỏ. Mã số 38 là một con phi lê chuyên thái lọc gọt, bản lưỡi dài 20, rộng 4, dày là 2 ly. Cái này thái thịt rau củ quả, lọc thịt luộc các bác nhé. Bác nào muốn mua rau lọc, con này bình thường 200 em sẽ xả con này, còn 160, còn lẻ một con. Một con ạ, em xả nốt. Bác nào nhanh tay thì chốt đơn nhé. Xả 160, mã số 38. Một số mã là chỉ có lẻ lẻ vài con thì em xả nốt để em làm rèn lô mới. Em rèn lô mới thì em xả nốt, số lượng có ít thôi. Bác nào mà ưng sản phẩm nào thì gọi liền cho em nhé. Gọi liền cho em luôn. Còn cái con này thì nó lại con này thì không phải là dao phúc sen đâu các bác nhé. Con thép trắng cán mun. Đấy. Dày 2 ly. Con này là 100.000 một con. Dòng thép trắng không gỉ ạ. Bác nào chốt con bầu to thép trắng cán mun này 100k. 100k một con. Con bầu trắng cán ốp không có mã, bác nào chốt 100k một con. Một con chặt gà thép trắng ạ. Lưỡi dài khoảng 22, rộng 7, dày được 3 ly. Dòng thép trắng cán mun. Con này giảm giá còn 140 một con. Bác nào chốt 140 có một con. 140 ạ. 140. 140k. Tiếp tục đến mã số 22. Chắc mã này thừa. Tiếp tục mã số 12 các bác nhé. Mã số 12 đó là một con dao thái phở bản 20. Tiếp tục mã số 12 là một con dao thái phở bản lưỡi dài 20, rộng là 10, dày là 2 ly các bác nhé. Bác nào mà làm nhà hàng quán ăn thì không nên bỏ qua mã này. Đó, cán cẩm chỉ này, nhíp IFA của Đức, dòng nhíp chuẩn xịn thợ là nghề rèn truyền thống Phúc Sen. Con này 250, em sẽ xả 180. Dao thái phở xả 180, mã hàng số 27 còn một con. Xả nốt, bác nào chốt đơn thái phở 27. Tiếp tục đến mã số 9. Số 9 là một con dao chặt gà bản 20, rộng 10, dày là 3 ly. Nhíp IFA của Đức, bác nào mà mở cái quán vịt quay thì các bác nên chọn mã này nhé. Mã này 300 giảm giá luôn 200.000. 200.000 chặt gà bản 20 x 10, mã hàng số 9 giúp em. Ở đâu? Em xin lỗi nhé, mã hàng này là mã hàng. Bác nào chốt con chặt phở này số 9 nhá. Con dao thái phở mã này, con dao thái phở là mã số 12. Mã số 12 là con dao thái phở xả 180, số 9 là con dao chặt gà bản 20 x 10. Giá là xả 200, 300 xả 200. Tiếp tục đến mã số 1. Mã số 1 là một con dao thái chéo thép trắng, bản lưỡi dài khoảng 22, rộng 6, độ dày là 2 ly. Con này bình thường là 260, hôm nay em sẽ xả kho con này còn 200k thôi ạ. 200k cho một con thái thép trắng, mã số này là mã số 1 các bác nhé. Còn 2 con thôi. Mã số 44 là một con dao thái chéo, thái vát, lưỡi dài 20, rộng 5, độ dày là 2 ly. Dòng này là dòng nhíp IFA của Đức. Bác nào mà chốt đơn con này 200 giảm giá còn 160, mã số 44 em còn hình như là còn 2 con thôi. Bác nào nhanh tay thì bác chốt nhé. Mã số 35 là một con dao bầu lọc bản 20 x 5, dày 2 ly, dòng nhíp IFA của Đức, mã số 35. Con này bình thường là 200 xả 160 nốt. 160, mã số 35. 35, dao bầu lọc nhỏ bản đen. Còn một con hay sao ấy. Bác nào chốt đơn sản phẩm nào thì bác nhanh tay nhé. Tiếp tục đến mã số 32 này là một con dao chặt gà thép trắng không gỉ, lưỡi dài 20, 22, rộng 6, dày là 3 ly.
Con này là con dao chặt gà thép trắng không gỉ bản Phúc Sen các bác nhé. Mã 32 này bác nào chốt đơn 280 giảm giá 230.000 ạ. Mã số 32 giảm giá 230. Mã số 9 là một con D3 chặt gà bản lưỡi dài 22, rộng 6, dày là 3 ly. Nó giống con 32 nhưng bản này là bản nhíp xe. Con này 250 xả kho, con này là 200.000. 200.000 cho mã hàng số 9 các bác nhé. Tương tự vẫn là bản nhíp xe. Mã số 9 xả kho 200 230. Tiếp tục mã số 43 bản 22, rộng 6, dày là 3 ly. Con này là đánh chống dính. Mã số 43 này bình thường là 250 xả 200. 200.000 các bác nhé. Mã số 43 D3 chặt gà xả 200. Các bác nên mua một con chặt và một con lọc các bác nhé. Hai con thông dụng nhất ở trong nhà bếp, các bác nên mua một con chặt và một con lọc. Lúc nào cũng nên mua như vậy. Ưng ý sản phẩm nào gọi trực tiếp cho em Hoài theo số điện thoại là 0916 929 876 hoặc 0352 749 419. Cảm ơn các bác đã xem video ạ.